xúc của mình như thế nào khi có được chiếc đai này. Hiện tại bây giờ nó vẫn còn lâng lâng luôn. Em vẫn nghĩ nó chỉ là một giấc mơ thôi. Cho đến khi sáng hôm nay em thức dậy thì em vẫn thấy chiếc đai thế giới của mình nó vẫn nằm ở đây. Thì em mới biết được là mình đã thực hiện được ước mơ của mình. Thì em thấy kỹ thuật của trẻ cũng không tốt. Trẻ chỉ được hơn em cái kinh nghiệm thôi à. Tốc độ cũng không hơn em nữa. Nên em cái tâm lý em rất là nhẹ nhàng. Nhờ cái tâm lý đó mà em vượt qua mùa hiệp rất là dễ dàng. Nhưng mà có cái khó khăn ở đây á, là hai hiệp cuối á, thì em bị tét mắt nè. Nên em cũng bị lo lắng á, nên hai hiệp cuối em đánh có vẻ hơi tệ. Tại vì mình sợ á, là họ đánh trúng cái chỗ đau của mình. Để nó chảy máu tiếp thì có thể là trận đấu sẽ bị ngừng lại. Và mình sẽ bị dạng thua ngược chẳng hạn. Thành ra em thấy là hai hiệp cuối em đánh không tốt. Những cái người mà em nghĩ đầu tiên là những cái người Việt Nam đã luôn theo dõi và ủng hộ cổ vũ cho em để em có như ngày hôm nay. Và tiếp theo đó là em nghĩ tới mẹ, gia đình của em, những người đã tạo ra một cô gái lì lợm như em. Và sau đó là nghĩ đến ông bầu của mình đã bỏ công bỏ sức rất là nhiều, thức trắng đêm để lo từng chút một cho tụi em. Và em muốn giành chiến thắng này cho tất cả những người yêu thương em. Dạ, cái chuyến đi Uzbek 2 tháng đó là nó tăng được cho em cái thể lực nè. Cái thứ hai là nó tăng được cho em cái độ tốc độ nữa. Nhờ em qua bên đó tập 2 tháng nên em mới đánh giật ra giật vô được với lại chị Nhật hết 10 hiệp vậy á. Chứ thường thường chân của em nó rất là bị thụ động. Em sẽ nghỉ dưỡng một thời gian để cho mắt và đầu của mình nó bình phục là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em sẽ về Việt Nam để cách ly theo đúng quy định của nhà nước. Sau đó thì em sẽ tập luyện lại bình thường và sẽ có thể là bảo vệ đai của mình. Xong rồi mình sẽ có thể là tăng hạng cân để mình tranh một cái đai thế giới của hạng cân khác, tranh đai thế giới của hệ thống khác nữa. Nói chung là mục tiêu của em nhiều lắm, nhưng mà hiện tại là em chỉ đặt mục tiêu để cho mình thực hiện được á, là mình sẽ bảo vệ đai được nhiều lần. Đó là mục tiêu tiếp theo của em. Tại vì em đặt ra mục tiêu là để thực hiện, chứ không phải là đặt ra để đó không thực hiện được. Dạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi.